Nay chúng ta được Đức Thầy đã giới thiệu cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn tối thắng chi pháp. Tối thắng chi pháp là một pháp môn là được là chư Phật tán thán và ca ngợi. Được Đức Thầy lại là hôm nay đã siêu minh lại. Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu, được Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới của Ngài. Như vậy thì hôm nay chúng ta nhờ pháp môn này mới được là thoát cảnh khổ tương lai sau này và được giảng sanh Tây Phương không còn khổ đau nữa. Chú vị thấy Đức Thầy nói là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Còn ở đây mình khổ hoài quý vị. Phải không? Sanh già bệnh chết mưu cầu bắt đắc ái biệt ly quan tới hội ưu sầu lo ngại. Mà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy tôn kính. Kính thưa anh ba, kính thưa quý anh cháu hiện diện kính mến. Thưa quý thiệt chị, thật là vạn hạnh chúng ta hôm nay ở trong bầu không khí trang nghiêm đạo đức thế này, cũng có một cái tinh thần ưu sư ái đạo mà quý vị cũng xa gần trở về đây để cộng tác với chúng tôi, làm bổn phận là tuyên dương lời châu ngọc của Đức Phật Đức Thầy để hầu dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà khi xưa Đức Phật nói là A Nan ơi, sau khi tịch diệt rồi các ngươi đừng lo chi không thầy, ta có để lại một cái pháp giáo, nó là thầy của các ngươi, nó sẽ bảo trợ các ngươi, nó sẽ nâng đỡ các ngươi. Một thầy tu chân chánh phải trọng giáo pháp như trọng Phật. Hay là các con đền ơn ta ư, thì giáo pháp ta đó, cố mà học đi, ráng mà hành đi, quyết mà truyền bá đi, những công đức cúng dường tán Phật chẳng bằng đem giáo pháp ta mà quảng bá. Cũng như thế đó, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo trước khi ra đi, Ngài đã dặn dò bổn đạo những lời lẽ như sau. Từ đây ta mất bôn ba, dời chân ra bắc đẳng mà giải khuyên, dạng dân nên trọng Phật tiên, dễ người lời dạy đó riêng một mình. Hay là ta dầu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Những đoạn khác Đức Thầy dạy thêm: ít lâu ta cùng trở về, khuyên cùng bào bổn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có đúng người nào, từ đây những vật mòn hao lần lần. Cái đơn người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Đức Thầy khuyên dạy chúng ta là đạo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phận môn đệ phải lo dung quyên, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chữ tăng, giới tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Và những đoạn khác Đức Thầy dạy thêm: chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, của giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Hay là đất giới nước hậu la dinh diệu, đạo lo tròn
yểu điệu tấm thân, một câu quân ly tử ân. Ta đừng phai lạc phong thần bản ghi. Và những đoạn khác Đức Thầy đã dạy thêm về một ân tam bảo, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau lại vậy. Kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em, thì buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi cũng mạo muội sự không biết của mình, thì cũng nhờ ơn trên chư Phật cũng như các vị Long Thần hộ pháp, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi và các vị đồng đạo bổ chính cho chỉ dạy thêm những điều còn thiếu sót, chúng tôi thành thật ghi ơn. Thưa liệt quý vị, thì qua câu hỏi của hiền đệ nêu trong quyển Phiến Thiện Đức Thầy là lòng thương chúng, y môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Đó là môn tịnh độ mà trong quyển Phiến Thiện Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì với pháp môn tịnh độ này, trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, nếu chúng ta bỏ pháp môn này thì không thể nào được kết quả giải thoát, nghĩa là thoát đi cảnh khổ tương lai sau này, và chúng ta mới được giảng sanh Tây Phương tịnh độ trong một kiếp. Cho nên những đoạn khác Đức Thầy đã dạy như là cái cảnh khổ tương lai đó, thì quý vị đã thấy. Thì cảnh khổ đây quý vị gần đây mình biết được là ở Thổ Nhĩ Kỳ với Sa Ly đó, bị cái động đất đó là tới là mấy chục ngàn người. Quý vị thấy cảnh khổ sau này còn biết bao nhiêu sự khổ não, Đức Thầy đã diễn tả. Như Đức Thầy nói là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang, đón đường nó bắt sẽ toan xác hồn. Vì với cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này, từ nơi cái thượng nguyên thượng, thượng nguyên trung và thượng nguyên hạ đó, mà Đức Thầy đã chỉ dạy thượng, thì cái thượng nguyên thượng, thượng trong thượng nguyên nó có chia làm ba: thượng nguyên thượng, thượng nguyên trung và thượng thượng nguyên hạ, rồi trung nguyên thượng, trung nguyên trung và trung nguyên hạ, hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung và hạ nguyên hạ. Thì trong cái chính giai đoạn này mà nếu chúng sanh không tu thì theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy thì sẽ tiêu diệt, tiêu sát lẫn hồn. Chứ xưa nay mình nói cái người chết thì đọa vào cảnh giới đau khổ ba đường ác, hoặc là về cảnh giới an vui. Mà nếu hôm nay với thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này Đức Thầy đã chỉ dạy, ở trong cái thời kỳ cùng cứu này, nếu chúng ta không tu thì sẽ tiêu sát lẫn hồn. Đến đó thì Đức Thầy nói là gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh chính chiều ruột đau. Vì đến cảnh khổ sau này chỉ có ông tịnh độ là pháp môn niệm Phật mà thôi, mới cứu thoát cảnh khổ. Cho nên Đức Thầy đã dạy bà là đến lâm cảnh khổ có ta giới lĩnh Phật bà cứu vớt dùm cho, hay là văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lưa sóng bươm loan, rước người tu niệm xây sang phỉ tình. Thì chỉ pháp môn niệm Phật là một pháp môn tối thắng chi pháp, độ hết căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp này, ở từ bậc thượng căn, trung căn và hạ căn, có thể nói là độ hết là sĩ nông công thương, dù là già trẻ, trai gái, sang hèn, kẻ mua gánh bán bưng, kẻ đi bộ, người chèo thuyền đều niệm Phật được hết. Vì pháp môn này là một pháp môn tối thắng chi pháp để độ hết căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Biết bao nhiêu chỗ Đức Thầy diễn tả cảnh khổ sau này, nếu chúng ta không tu thì sẽ được, sẽ hưởng một, sẽ chịu một cảnh khổ tương lai. Cho nên Đức Thầy nói là không tu chừng khổ cũng ưng. Ưng tức là chịu gì, phải không? Không tu chừng khổ cũng ưng, nó quý cái chỗ là tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Như vậy thì hai con đường nó khác nhau, nó không thể đi. Cho nên Đức Thầy nói mê muội ác hung về địa ngục, hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Vì cảnh khổ tương lai Đức Thầy diễn tả sau này là rắn to tên gọi mãng xà, rồi trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường, ngay thẳng có thần đổ cho. Nó thương đời hết giả, cần lo chẳng lo niệm Phật, nhỏ to làm gì.
Không biết bao nhiêu Đức Thầy đã dạy trong cái sấm thi của Thầy. Hay là hùm beo tây tưởng bôn bổn bề, lại thêm ác thú mãn xà rất to. Thì đến cái cảnh khổ tương lai, nếu chúng ta không có nhờ phương pháp tịnh độ, tức là phương pháp niệm Phật, thì mình không thể nào thoát được cảnh khổ. Cho nên Đức Thầy nói kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cổ. Hay là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cung tài không ai tu niệm, cứ lặng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục ba khắp tràng hại dân. Còn rõ hơn nữa, Đức Thầy đã dạy trong bài Lũy Tam Châu đó. Tam châu hữu ngàn lý nhỏ xa, thập bát chữ ban đồng cán quan. Dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thử hậu lai khổ thiết tha. Tần ban hậu hận tiên diêu đồng, nam quốc lương dân kiến linh xa. Phồn qua đô hội lưu gian quyết, dọc dư đạn dọc ngang cấp ma. Thì cảnh khổ tương lai sau này, Long Xuyên trong đốc Đức Thầy đã dạy cái bài mà ông cụ Phạm Thiều mời Đức Thầy tham chánh đó. Tại vì trong cái bài này là ông hỏi tới là bốn đoạn, một đoạn là bốn câu, năm đoạn. Thì cái đoạn thứ ba ông hỏi là sao còn lãnh đạm với đồng bang, con trúc cho ai gánh trị an. Thảm kịch tương tàn chưa hết diễn, Long Xuyên châu đốc lỵ muôn hàng. Tức là ông cụ Phạm Thiều ông hỏi Đức Thầy như vậy đó. Thì quý vị thấy mà Đức Thầy nói là Đức Thầy mới đáp quả đoạn này là: nhìn sang Trung Quốc khách lân bang, cứ cố xỏ ngầm sao trị an. Nếu thiệt hai bên đồng hiệp trí, kẻ gây thảm kịch phải quy hàng. Thì ở đây là tới năm bài, năm đoạn như vậy mà chúng tôi dẫn một cái đoạn mà thôi. Thì Đức Thầy nói về Trung Quốc, thì mới ghi Đức Thầy, ông cụ Văn Thiều hỏi Đức Thầy như vậy. Như vậy thì hôm nay nếu chúng ta không nhờ thời kỳ mạt pháp này, không được Đức Thầy ra đời, thì chúng ta không thể nào giải thoát cái gì. Không nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, không nhờ Đức Phật A Di Đà vì lòng từ bi ngài phát ra 48 lời để đại thệ nguyện, và hôm nay được Đức Thầy dân sắc lệnh là Tây Phương Cực Lạc hùng ngồi tòa sen. Hay là ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Thì với lòng từ bi của chư Phật và của Đức Thầy và các vị Bồ Tát thì chúng ta không thể nào mà diễn tả hết với lòng của các ngài muốn làm sao chúng sanh được thoát khổ. Cho nên ngày xưa mà trong sách kinh Thường Luận nó nói là Địa Tạng Bồ Tát đó, ngài nguyện là khi nào cái địa ngục hết chúng sanh ngài mới thành Phật. Thì thử hỏi quý vị biết nào hết đây, phải không? Ở trên này mình tạo tội rồi trùng trùng điệp điệp đưa xuống dưới, rồi biết khi nào hết tội. Mà Địa Tạng nghiệp ngài nguyện là khi nào hết chúng sanh ngài mới thành Phật. Chứ không thôi ngồi ngài phải ở ngôi vị Bồ Tát hoài hoài vậy đó, làm Bồ Tát chứ không làm Phật vì chúng sanh. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một lần môn nhân đệ tử hỏi Đức Phật ai là người đáng xuống địa ngục. Đức Phật trả lời: ta là người đáng xuống địa ngục. Chẳng những ta xuống địa ngục mà thường trú địa ngục, chẳng những ta thường trú địa ngục mà lấy địa ngục làm vui à. Chẳng những lấy địa ngục làm vui mà làm cho địa ngục trang nghiêm thêm nữa. Thì với lòng từ bi của Đức Thầy cũng như thế, là Đức Thầy nói là nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể cổ. Hay là nếu thế gian còn trốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Thì ở đây chúng tôi chỉ là đại cương một phần nào qua giáo lý của Đức Thầy đã chỉ dạy với cảnh khổ tương lai sau này. Rồi Đức Thầy còn diễn tả một cảnh khổ khủng khiếp nữa là ông Năm Chèo. Cho nên Đức Thầy dạy là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thắm sầu thiệt tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệp thu nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá già mới biết người cùng là ai.
Thì ở đây chúng tôi chỉ dẫn một vài phần nào cái cảnh khổ tương lai sau này mà Phật Đức Thầy đã chỉ dạy. Hay là Đức Thầy đã nói cảnh là sân băng thủy kiệt. Ha. Đức Thầy nói sao cái cảnh này là đau khổ lắm quý vị ơi. Nếu chúng ta không nhờ pháp môn tịnh độ làm niệm Phật. Đức Thầy nói là sao đến việc sân băng thủy kiệt, cùng tham tương ba tánh quá chừng. Đến cảnh thầy Đức Thầy, đến cảnh này Đức Thầy nói là nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nào kể sao cho xiết. Với cái cảnh tương lai sau này, cái cảnh khổ mà Đức Phật, Đức Thầy ngài phải rơi nước mắt. Biết bao nhiêu cảnh khổ tương lai, vậy chúng ta phải nhờ pháp môn tịnh độ là ông niệm Phật. Vậy thì vừa qua câu hỏi của hiền đệ đó, hỏi là môn tịnh độ là phương cứu cánh. Như vậy thì chúng tôi dẫn một đoạn trong sấm thi, trong quyển khuyến thiện đó, là Đức Thầy dạy là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đăng giác diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai có chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dương. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì hôm nay chúng ta được Đức Thầy đã giới thiệu cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn tối thắng chi pháp. Tối thắng chi pháp là một pháp môn là được là chư Phật tán thán và ca ngợi. Được Đức Thầy lại là hôm nay đã siêu minh lại. Được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu, được Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới của ngài. Như vậy thì hôm nay chúng ta nhờ pháp môn này mới được là thoát cảnh khổ tương lai sau này và được giảng sanh Tây Phương không còn khổ đau nữa. Chú vị thấy Đức Thầy nói là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Còn ở đây mình khổ hoài quý vị. Phải không? Sanh già bệnh chết mưu cầu bắt đắc ái biệt ly quan tới hội ưu sầu lo ngại. Mà trong tám điều khổ này nó sanh ra muôn ngàn sự khổ não kia. Nó không phải một sự khổ đâu. Cái sanh lão bệnh tử thì mình chết mình nó đã đành rồi. Mà thương tiếc cho đến cái giai đoạn là ái biệt ly. Có nhiều người thân mình khóc đi vì mình mà khóc rơi nước mắt, đau khổ biết chừng nào. Vậy thì hôm nay chúng ta nhờ pháp môn niệm Phật là một pháp môn tịnh độ tối thắng chi pháp, để đưa chúng ta về cảnh giới an vui không còn đau khổ nữa. Cho nên Đức Thầy nói là thấy người tu niệm đáng thương đi mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Hay là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nực, nặc mùi nào ai dọ, rõ cái vui triệt đáo. Vì giờ đây chúng tôi chỉ định nghĩa một phần nào qua những cái đoạn giảng mà chúng tôi vừa đọc là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ. Thì chữ lòng đây là nghĩa của chữ tâm, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương chúng sanh mà ngài đã thuyết ra pháp môn tịnh độ. Đó là một pháp môn để đưa tất cả chúng sanh về cảnh giới an lạc. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ. Như vậy thì chúng ở đây thì mình tạm hiểu là bốn chúng ngày xưa Đức Phật Thích Ca còn tại thế đó, thì là một là tỳ kheo tức là bên nam, tỳ kheo ni là bên nữ, còn u bà tắc, u bà di, u bà tắc tức là cái người cư sĩ tại gia, gọi là thiện nam tín nữ đó. Thì mình tạm hiểu những cái từ nó như vậy rồi lo qua lời của Đức Phật khi xưa là bốn chúng là lúc thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ. Đó là bốn chúng. Tịnh độ là gì? Hai chữ tịnh độ, tịnh tức là trong sạch, độ là một cõi nước. Vì tịnh độ là một cõi nước trang nghiêm và thanh tịnh không còn đau khổ nữa. Thì chúng tôi chỉ định nghĩa một phần nào thôi. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đẳng dắt nhiều tất cả chúng sanh. Đẳng dắt nhiều. Ở chúng sanh ở đây có thể mình tạm hiểu nó còn cái nghĩa rộng hơn là bốn chúng. Là từ Bồ Tát, rồi là duyên giác, thinh văn, cõi trời, cõi thần, cõi người, rồi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thì trong chính giới này thì nhờ cái lòng từ bi của chư Phật mà mới độ hết được. Cho nên Đức Thầy nói là nguyên một đoạn đó thì chúng tôi chỉ định nghĩa một phần nào lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đẳng dắt nhiều tất cả chúng sanh, tức là giải quyết hết cho hết tất cả cửu giới chúng sanh.
Cũng như cái bài Tây Phương mà 20 chữ trước ngữ nguyện đó, Đức Thầy nói là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Chữ phổ là gì? Phổ tức là cùng khắp độ, là cứu đưa. Vì phổ độ chúng sanh tức là từ cửu giới chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát mà nguyện giảng sanh về Tây Phương thì các ngài chứng vào là thượng phẩm thượng sanh chứ mà. Thì quý vị có khi nào mà xem kinh rõ là cái phẩm mà Kinh Hoa Nghiêm phẩm 81 đó, thì ông Phổ Hiền Bồ Tát ngài khuyên tất cả những Bồ Tát nhưng thiện tài đồng tử nên phát nguyện là cầu giảng sanh Tây Phương để rồi mau chứng vô sanh pháp nhẫn để trở lại cứu độ chúng sanh. Thì lúc đó là các ngài là chứng vào là Bồ Tát Bổ Xứ. Vì Bồ Tát Bổ Xứ mà khi mà ngài làm cái độ một chúng sanh cõi đó thì sau cùng ngài đã thành Phật. Như vậy thì lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đẳng nhất diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, cố chí làm lành là gì? Tức là mình làm hết với cái lòng, cái tâm của mình. Làm lành ở đây có thể nói là mình làm tất cả những điều thiện, tránh những điều ác. Thì thân nghiệp mình thường tạo là sát sanh đạo tạc tà dâm. Còn khẩu nghiệp là lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu vọng ngữ. Ý nghiệp là tham lam sân nộ mê si. Tức là mình từ từ có thể mình diệt được tham sân si. Đó tức là phần ý nghiệp. Còn ba cái bảy phần kia thì có thể mình từ từ mình diệt được. Cái ý thì rất là khó diệt, tại vì tham sân si nằm trong ý thức. Còn cái thân nghiệp khẩu nghiệp đó thì chúng ta có thể từ từ mình bỏ được. Thì Đức Thầy dạy là cố chí làm lành, tức là làm 10 điều thiện. Thì làm 10 điều thiện xong thì Đức Thầy nói là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lắm nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng ác. Hay là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Vì tam nghiệp mình thanh tịnh thì mình được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Vậy thì cố chí làm lành rồi chuyên niệm Phật. Chuyên niệm Phật là gì? Chuyên tức là không làm, không niệm làm gì khác. Cũng như một ông thợ đó ta chuyên sửa Honda. Nó nghĩa là chuyên nghiệp sửa Honda chứ không sửa tay ga nha. Nếu sửa tay ga là nó phải là chuyên. Như vậy thì sửa Honda là chỉ chuyên một chiếc xe đó thôi, cái loại xe Honda mà thôi, chứ tay ga thì nó khác rồi. Cho nên chỉ chuyên tức là không làm gì khác. Cũng như ông thợ sửa máy thì ông sửa máy thôi, chứ ông không có sửa cái loại khác nữa. Cho nên gọi là chuyên. Như vậy thì chuyên tức là không hành gì khác mà chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, chỉ niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà thôi, thì đó gọi là chuyên niệm Phật mới cầu sanh Phật quốc. Phật quốc là gì? Phật quốc là một cái cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, gọi là Phật quốc. Nó có nhiều từ, chẳng hạn như là cực lạc nè, rồi lạc bang nè, Tây Phương nè, tịnh độ, Tây Phương là tịnh độ nè, rồi Phật quốc, hay là liên bang, hay là lạc bang, nó cũng là cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Rồi chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ là chỉ chung hết nè. Mình ở đây là một cái thế giới nhỏ trong cái cõi ta bà này thôi. Cái một thế giới nhỏ thì nó có một cái núi Tu Di, một mặt trời, mặt trăng. Mình hiện bây giờ là ở là gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Nó tại vì trong cái bốn châu nó là Đông Thắng Thắng Hoàng Châu nè, Tây Ngư Quá Châu nè, rồi Nam Thiện Bộ Châu là mình, Bắc Cư Lư Châu. Như vậy thì mình ở cái thế giới gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Đó, tức là một châu trong nhiều châu. Cả vũ trụ nói vậy, rồi cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dù tiên phàm ma quỷ súc sanh. Tiên là trên mình, phàm là mình, ma quỷ là dưới mình. Vậy thì hôm nay nếu mà qua lời cái Đức Thầy đã chỉ dạy pháp môn tịnh độ được Đức Phật Thích Ca ngài giới thiệu đó, thì trong năm giới này tiên phàm ma quỷ súc sanh thì sẽ được cứu cánh về nơi an dưỡng, phải không? Dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Chỉ cứu cánh tức là rốt ráo. Như vậy thì tính thế nào gọi là tính? Tính tức là đức tin. Vì vậy tin sâu, nguyện thiết và hành cần. Vì lẽ tin, chúng ta tin ai giờ đây? Pháp môn tịnh độ phải trước nhất phải tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì lòng từ bi ngài thuyết ra tam kinh tịnh độ. Quán vô lượng thọ thì Đức Phật nói về ở Công Vương Tần Bà Sa La, nói về 16 phép quán cho bà Di Đề Hy, chỉ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên bà phát nguyện về đó. Thì nói về cửu phẩm liên qua trong đó, nó gọi là quán về 16 phép quán. Rồi đến là quán gọi là vô lượng thọ kinh, Đức Phật nói về cái phẩm hạnh của ngài Kiều Thi Ca. Lúc đó ngài còn làm vua ở nước là
Ngài làm vua, trong khi mà Ngài đã nghe cái thời đó có Đức Phật Thế Thị Tại Như Lai ra đời, Ngài mới đến trước mặt Thế Thị Tại, Ngài phát ra 48 lời đại thệ nguyện. Thì lúc đó là Thế Thị Tại Như Lai mới là đặt cho Ngài cái pháp danh gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Lúc đó là Ngài đang vua, làm vua, mà trong khi đó Ngài đã biết được cái cõi đời giả tạm vô thường, cho nên Ngài mới là xuất gia làm Tỳ Kheo, thọ là 250 giới. Đó là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là Kiều Thi Ca. Thì đó là 48 lời đại thệ nguyện mà Đức Phật A Di Đà Ngài đã phát nguyện. Rồi đến A Di Đà Kinh Đức Phật, trong khi đó Ngài thiết là Ngài nói với ông Xá Lợi Phất. Tại sao tất cả những kinh sách khác thì Đức Phật nói với ông A Nan? A Nan là thị giả Đức Phật ơi, quý vị biết mà. Hoặc giả là các vị Bồ Tát hay thinh văn khác. Mà đặc biệt hôm nay Đức Phật Ngài thuyết pháp môn Tịnh Độ này, Ngài giới thiệu nói ông trưởng lão Xá Lợi Phất. Ông trưởng lão Xá Lợi Phất này, ổng là gọi là trí huệ đệ nhất trong thập đại đệ tử, gọi là trưởng lão Xá Lợi Phất, gọi là trí huệ đệ nhất. Cho nên hôm nay pháp môn Tịnh Độ là pháp môn người ta thường nói, có nhiều người không tin, nói mình nghiệp nặng quá chú ba ơi, làm gì mà hết nghiệp mà để giảng sanh Tây Phương. Có nhiều người quan niệm như vậy đó. Thì đặc biệt hôm nay Đức Phật Ngài giới thiệu với ông Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, cho mình đặt trọn niềm tin với pháp môn này. Vậy thì hôm nay chúng ta đặt trọn niềm tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì lòng từ bi Ngài thuyết ra pháp môn Tịnh Độ để dạy cho chúng sanh trong thời sau này. Cái thời của Ngài nó đến đời hôm nay gọi là cửu giới chúng sanh cũng được kết quả. Vì thì chúng ta hôm nay đặt trọn niềm tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài làm giáo chủ cõi ta bà này, Ngài cai quản 1.000 triệu thế giới. 1.000 triệu thế giới Ngài làm giáo chủ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi đến cái tin thứ hai là tin ai? Tin Đức Phật A Di Đà. Vì lòng từ bi Ngài phát ra 48 lời đại thệ nguyện để nhiếp thọ chúng sanh. Thì trong khi quý vị mà xem qua cái 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà mình thấy rõ với lòng từ bi của Ngài. Như chúng tôi dẫn như cái lời nguyện thứ 18, nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20 là ba nguyện này gọi là tiếp độ đó. Cái nguyện 18 Đức Phật nói là lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ muốn soi sanh về cõi nước tôi, nhận đến 10 niệm nếu được sanh thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng quỷ bán chánh pháp. Niệm Phật từ 1 đến 10 thôi mà ở sao có là ngũ nghịch thập ác không được độ. Cái đó là Ngài mới phát nguyện thôi. Khi mà Ngài đã tạo cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, có thể Ngài là Ngài độ hết là kẻ ngũ nghịch thập ác. Tại lúc đó Ngài mới phát nguyện thôi, cái lòng từ bi Ngài chưa rộng rãi. Khi mà Ngài tạo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có cửu phẩm liên qua rồi đó, thì cái hạ phẩm hạ sanh là dành kẻ ngũ nghịch thập ác đó. Đó là lời nguyện thứ 18, tức là cái nguyện tiếp độ. Rồi nguyện thứ 19 lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh phát Bồ Đề tâm tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung nước tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Nếu không y thì vậy là Ngài cũng thành Phật, hai chữ chánh giác tức là Phật. Rồi đến cái lời nguyện thứ 20 lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức chí tâm hồi hướng sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được tội nguyện thời tôi không ở ngôi chánh giác. Cái lời nguyện thứ 18 thì là chỉ là niệm 1 đến 10, còn cái lời nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề tâm. Cái lời nguyện sau cùng là chỉ nghe thôi, cái lời nguyện thứ 20 chỉ nghe danh hiệu rồi mình niệm Phật cũng được kết quả tốt. Đó là qua lời của Đức Phật A Di Đà, vì lòng từ bi Ngài phát ra 48 lời đại thệ nguyện. Là đó là ba nguyện là tiếp độ, gọi là nguyện 18, nguyện 19, nguyện thứ 20. Rồi những nguyện trang nghiêm cõi nước, rồi những nguyện thành tựu chúng sanh nữa. Trang nghiêm cõi nước là gì? Tức là Ngài tạo một cái cảnh giới trang nghiêm Đức Phật A Di Đà đó. Cũng như cái lời nguyện 32 là Đức Phật A Di Đà phát nguyện thế này nè: lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, từ mở đất vàng đến hư không, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo, và trăm nghìn thứ hương hợp chung lại mà thành vạn vật được xinh đẹp hơn trời người. Mùi thơm trong pháp thập hương của thế giới Bồ Tát các nơi ngửi mùi thơm này đều tu hạnh của Phật, nếu chẳng được như vậy thời tôi không ăn ngon chánh giá. Thì lời nguyện Đức Phật A Di Đà trang nghiêm cõi nước thì sẽ hoàn toàn thành tựu đó. Như là nguyện 38 Đức Phật nguyện là cái về đó rồi ăn mặc mình không cần lo. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi thức tôi muốn y phục, thời y phục tốt đúng pháp, liền tâm niệm người đó mà tự nhiên đến trên thân, nếu còn phải các mai nhậm giặc thời tôi không ở ngôi chánh giác. Đó là cái lời nguyện nó thành tựu chúng sanh. Khi mà mình về đó thì được những cái đặc biệt gì đó. Còn tối thiểu là những người về đó đó thì Đức Phật nguyện cái lời nguyện thứ 5, thứ 6, thứ 7 đến thứ 9 đó, tối thiểu về đó cũng đạt ngũ thông. Mà cái ngũ thông của người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà rất đặc biệt.
Có nghĩa là cái thần túc thông khởi một niệm sẽ lướt 100.000 na do tha thế giới. Còn cái thần thông của người tu tự lực đi trong một cái cõi ta bà thôi. Cũng như lúc Đức Phật ngài thuyết pháp môn tịnh độ thì ông Mục Kiền Liên thần thông đại nhất. Ông dùng thần thông đi không tới. Cho nên là ông Mục Kiền Liên đi lạc vô nước Tu Di Tướng. Cái nước Tu Di Tướng là cái người nó to lớn như bằng núi Tu Di vậy đó. Ở trong khi đó ngài đi xung quanh một cái bác, cái đệ tử hỏi cái con di trùng nói Đức Phật vậy đó. Cái Đức Phật Tu Di Tướng nói, các con đừng nói vậy. Đó là Mục Kiền Liên đó. Ông đó là đệ tử là thần thông đệ nhất đó. Mà ông nghe Đức Phật thuyết pháp môn tịnh độ, ông dùng thần thông mà đi lạc chứ. Cái cảnh giới của mình đó. Thành ra quý vị thấy cái người mà tu tự lực thì cái thần thông nó có giới hạn. Còn khi mà giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Đức Phật A-di-đà thì thần thông chúng ta rất là siêu việt. Cũng như cái lời nguyện. Cái lời nguyện là thứ năm đi. Nói về cái thần túc, cái túc bằng thông. Lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi chúng tôi chẳng được túc bằng thông. Ít nhất là biết rõ những việc 100.000 đất na do tha kiếp thời là không có ngồi chánh giác. Ở rõ đến cái nguyện mà sau cùng là cái nguyện thứ 9 đó, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nó tôi chẳng được thần túc khỏa một niệm, ít nhất là lướt khỏi 100.000 đất na do tha thế giới thời tôi không có ngồi chánh giác. Chữ na do tha ở một số 1 tới 28 sẽ không có số vô lượng. Chỉ khởi một tư tưởng sẽ tới đây. Ở đây thì chúng tôi dẫn một đại khái một phần nào qua 48 lời đại thệ nguyện, chứ không thể nào dẫn hết được. Có thời gian nào sau này đó tôi mới là mình đọc lại nguyên 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà để thành một cái tập viên để mình phát khởi cái tín tâm. Vậy thì đại khái chúng ta tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lẽ tin thứ nhất, lẽ tin thứ hai là tin Đức Phật A Di Đà, lẽ tin thứ ba là tin chư Phật sáu phương. Bởi vì lúc Đức Phật ngài thuyết pháp môn tịnh độ có chư Phật sáu phương. A Di Đà kinh đó là các vị Bồ Tát Long Thần hộ pháp trời người và chư Phật sáu phương các ngài tán thán này cả ngợi. Ở đây chúng tôi dẫn một vài phương thôi. Cũng như là nói về Phật Đông Phương đi. Thì Đức Phật nói là xá lợi Phật ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Đức Phật A Di Đà chẳng xiết nghĩ bàn. Thì bên Đông Phương có chư Phật, Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm. Còn nhiều Phật khác như số các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sinh nên tin kinh này bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Vì hôm nay chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là niệm hết hồng cho đến chư Phật. Đặc biệt cái chỗ đó thì một danh hiệu mà được là chư Phật tán thán và ca ngợi. Quý vị thử hỏi pháp môn tịnh độ phải môn tầm thường đâu, phải không? Cũng như cái lời nguyện 17 Đức Phật nguyện thế này: lúc tôi thành Phật, nếu chư Phật trong thập phương thế giới chẳng điều khen ngợi xưng danh hiệu của tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Hai chữ chánh giác tức là Phật, mà ngài đã thành Phật rồi, nếu không y vậy là ngài không thành Phật. Như vậy thì là chúng ta tin trọn vẹn là chư Phật sáu phương các ngài le cái lưỡi tam thiên đại thiên thế giới, quý vị tin không? Khi mà chúng ta không học Phật chúng ta không nào tin được. Chứ le cái lưỡi dài khắp tam thiên đại thiên tức là 1.000 triệu thế giới, tức là dùng cái lời chân thật ngữ, dùng cái lưỡi để tán thán và ca ngợi. Cho nên Đức Phật thường thuyết pháp gọi là kim ngôn, tức là lời vàng tiếng ngọc, gọi là chân thật ngữ vì chúng sanh mà ngài đã thuyết ra. Ở đây thì mình dẫn một hai cái trong là chư Phật sáu phương, mà chỉ dẫn một hai phương thôi. Ở đây tôi dẫn thêm một cái phương sau cùng là gọi là hạ phương. Cái chư Phật hạ phương đó có nghĩa là dưới quả đất mình đang ở, trùng trùng điệp điệp hằng hà xa số, dưới cái dòng phong luân kim luân và thủy luân cũng có chư Phật ở dưới nữa. Cũng như cái lời nguyện cái Phật tán thán ca ngợi như thế này: xá lợi Phật ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức Đức Phật A Di Đà thì thế giới hạ phương có chư Phật. Phật Chư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, còn nhiều Phật khác như số cát sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng những sinh ngươi nên tin kinh này bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Vì từ hôm nay chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là niệm hết hồng danh chư Phật. Bởi các ngài tán thán và ca ngợi đó. Mà khuyên chúng ta nên tin là pháp môn này là một pháp môn tối thắng duy pháp, đặt trọn niềm tin như vậy. Đó là mình đại khương phần nào qua cái lời nguyện Đức Phật A Di Đà, chứ nó không có thời gian mình để nhắc hết được. Thứ đó là đặt trọn niềm tin nơi Đức Thầy từ cực lạc sang đây. Đó là lẽ tin thứ tư. Đức Thầy nói là tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hải mau mau tu tỉnh mới màu, tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Thì Đức Thầy từ lạc sang đây.
hay là Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tò xem, hoặc giả là A Di Đà nhìn xem khắp cõi đang trông chờ mong mỏi cho sao hiện hào quang ngũ sắc hình lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Vậy thì chúng ta đặt trọn niềm tin Đức Thầy từ Cực Lạc sang đây. Ở Tây Phương Cực Lạc Phật hằng hà, ta ráng bền lòng Phật chẳng xa, trong cõi trần mê còn mong đợi, thấy không? Thấy Phật trì tâm đến năm gà, không biết năm nào. Những cái chuyện đó mình tính sau đây, phải không? Dạ. Yeah. Vậy thì hôm nay Đức Thầy, mình tin Đức Thầy từ Cực Lạc sang đây, Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen à. Thì đến lẽ tin thứ nữa là thứ năm là tin mình là niệm Phật là nhân, mà khi mà giảng sanh về cửu phẩm liên quan Đức Phật A Di Đà tức là quả. Nó do công đức bị bởi giảng sanh hay không là do lòng tín nguyện, còn phẩm vị cao thấp do sự hành trì. Ví dụ hôm nay anh em mình đã khởi lòng tin đi và phát nguyện mà niệm Phật ít ở phẩm thấp, bằng trái lại niệm Phật nhiều mà lòng tin không vững chắc, không phát nguyện thì chúng ta cũng vẫn còn ở về sanh tử mà thôi, cũng ở cõi ta bà này vào hoài thôi. Mà Đức Thầy khẳng định là chỉ một kiếp thôi, thì mình ráng tu pháp môn niệm Phật này mới được giảng sanh trong một kiếp và được thoát cái cảnh khổ tương lai sau này. Vậy thì cái lẽ tin là tin thứ nhất là tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lẽ tin thứ hai là tin Đức Phật A Di Đà, lẽ tin thứ ba đặt trọn niềm tin chư Phật sáu phương, lẽ tin thứ tư đặt trọn niềm tin Đức Thầy từ lạc sang đây, lẽ tin thứ năm là tin mình niệm Phật là nhân, mà khi mà giảng sanh về cửu phẩm liên quan Đức Phật A Di Đà tức là quả. Phải tin vững chắc như vậy. Cái người mà tạo tội ngũ nghịch thập ác mà cái hạ phẩm hạ sanh mà được về đó đó quý vị. Còn hôm nay chúng ta ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành giữ giới thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị lọt vào là phải trung phẩm thượng sanh. Còn cái thượng phẩm thượng sanh là các vị Bồ Tát, các ngài nguyện gì đó là hoa sen nở liền thôi. Chứng vào thượng phẩm thượng sanh về đó là hoa sen nở liền. Còn cái hạ phẩm hạ sanh là những người là tạo tội quá đi. Phải 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Một tiểu kiếp là 16 triệu năm. Mà sao lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói đó, ở trong cái hoa sen nó vui sướng các cõi trời đó. Đó là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói đó, ở trong hoa sen mà nó vui sướng các cõi trời. Một cái tòa sen nó phải nhỏ đâu. Có thể nó do cái công đức thì của Đức Phật A Di Đà thì có thể nói là 5-10 cái nhà này là cái chuyện bình thường. Đối với cái hoa sen thì đâu phải ở trong bào thai cha mẹ 9 tháng 10 ngày. Thì trong cái đó mình cũng nghe thuyết pháp, nước chảy cũng toàn là pháp, cây rung rinh tất cả gì là pháp, tất cả đều là pháp hết. Khi về đó thì Đức Thầy nói là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về Cực Lạc mới là hết khổ, còn ở đây chúng ta phải dướng khổ. Qua lời Đức Phật ngài trong kinh Hoa Nghiêm mà nói về chữ tính thế này, là tính di đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng giữ trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu diệt chúng ma lộ, tính năng ly xuất sanh tử hải, tính năng thành tựu đạo bồ đề, tính năng nhập tam ma địa. Nghĩa là lòng tin là mẹ sanh ra các công đức, lòng tin hay nuôi lớn căn lành, lòng tin hay vượt lên các đường ma, lòng tin hay khỏi biển sanh tử, lòng tin hay thành tựu đạo bồ đề, lòng tin đắc được tam muội tức là chánh định. Vì đã tin rồi chúng ta mới phát nguyện. Chứ nguyện là gì? Nguyện tức là mong muốn và ao ước tha thiết khẩn cầu. Cái lòng nguyện kia như con thơ nhớ mẹ nhé, như kẻ đói khát nhiều ngày nhờ người cho ăn bát cơm. Cái lòng nguyện nó phải canh cánh tha thiết trong lòng vậy. Vì vậy cái nguyện hàng ngày chúng ta có nguyện không? Trong cái bài Tây Phương 20 chữ là trước ngũ nguyện là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, thì mình đã nguyện hàng ngày. Trong một thời cúng nguyện mình nguyện giảng sanh tới 5 lần, thấy không? Trong Tam Bảo là mình nguyện có bài Quy Y, bài Tây Phương, bài Tây Phương nguyện ra bàn thông thiên bốn hướng có bài Tây Phương nữa. Vì trong một thời cúng lại chúng ta là niệm cầu giảng sanh Tây Phương là tới 10 lần. Nếu ba thời cúng là 15 lần, nếu bốn thời cúng thì là được 20 lần. Vì thì hàng ngày chúng ta đã nguyện giảng sanh Tây Phương rồi. Vì nguyện mình là phải mong muốn và ao ước tha cầu, chẳng những nguyện cho mình và nguyện tất cả pháp giới chúng sanh luôn. Phải khởi cái lòng từ bi và nó vậy đó, chứ không phải mình nguyện tự nguyện cho mình. Rồi từ nhất nguyện cầu đến ngũ nguyện cầu tức là nguyện riêng. Mà đặc biệt trong cái bài Tây Phương 20 chữ này là cái nguyện chung hết pháp giới chúng sinh. Nguyện cho mình, tuy rằng mình chưa đại được giải thoát mà cầu nguyện chung của ta tất cả pháp giới chúng sinh. Cái đó là thể hiện một cái lòng từ bi. Ở đó là chúng ta nguyện để mình cầu giảng sanh gì đó. Vậy thì giảng sanh hay không là do lòng tín nguyện, còn phẩm vị cao thấp do sự hành trì. Vì đã tin rồi, đã phát nguyện rồi. Vậy thì nguyện trong kinh nói là nguyện giả, dục giả, nhạo giả, dục đắc Tây Phương tịnh độ, nhạo kiến di đạo tức tu phát nguyện, phương đắc nhãn giảng sanh, nhược vô nguyện căn, thiện căn trầm một. Nghĩa là nguyện ấy là lòng mong muốn, lòng ưa thích, ưa thích tới cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà thì phải tu môn phát nguyện là phương pháp giảng sanh. Nếu không có tâm phát nguyện thì thiện căn sẽ bị chìm đắm. Vì vậy thì đã tin rồi chúng ta phải phát nguyện. Vì tin đã nguyện thì chúng ta được giảng sanh. Rồi đến hạnh, hạnh tức là hành.
là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Mà Đức Thầy dạy là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hay là Đức Thầy dạy là cái niệm thứ hai đó là Nam Mô Tây Phương, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, tức là phần niệm thứ hai. Ví dụ hôm nay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó giọng quá, có thể chúng ta thay đổi niệm bài Tây Phương 37 chữ là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Đó là cái bài niệm thứ hai, là chúng ta niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thứ nhất, còn thứ hai nó là niệm bài Tây Phương 37 chữ. Nó tùy theo cái lúc mình niệm Phật bị giọng, phải niệm dài một chút thì cái giọng niệm sẽ đánh tan. Vì đã tin rồi chúng ta phải phát nguyện, phải hành trì chữ hạnh là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thì niệm Phật Đức Thầy nói là cúng xong muốn niệm Phật cũng được, ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình. Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Mà khi nào trừ ra như bị hôn trầm đó, mình niệm là niệm lớn lên. Mà niệm lớn cũng có công đức đó nha. Đó, trong kinh là Đại Tập đó là niệm Phật và cao thinh sẽ được 10 lợi ích. Nó vậy đó. Một là đánh tan hôn trầm. Hai là thiên ma kinh sợ. Ba là tiếng gian dội khắp mười phương. Bốn ba đường ác dứt khổ. Năm tiếng ngoài cũng xâm nhập. Sáu niệm tâm không tán loạn. Bảy thường được tinh tấn tam. Bảy niệm Phật thường tinh tấn. Tám chư Phật quan hỷ. Chín tam bồ hiện tiền. Mười giảng sanh tịnh độ. Khi mà chúng ta niệm mà hơi vọng động quá, chúng ta có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lớn lên. Lúc đầu thì niệm thầm thầm có thể, mà nó vọng nữa chúng ta niệm lớn lên trong nhà mình. Mình đừng có ra ngoài người ta thôi. Thì cũng diệt tất cả những tội chướng, mà để diệt tất cả những hôn trầm. Vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một công đức vô lượng vô biên. Vì là hai chữ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là pháp môn này không luận là già trẻ trai gái sang hàng ngu trí, ai niệm cũng được. Sĩ nông công thương niệm Phật cũng được, phải không? Cái người ở trên máy bay ta niệm Phật, người lặn dưới nước ta niệm cũng được. Ở cái anh chiến sĩ cầm súng ngoài biên cương ta niệm Phật cũng được. Vì pháp môn này không luận là ai hết, chỉ là chúng ta biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì được Đức Phật và chư Phật được ủng hộ chúng ta. Vì vậy 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này mà mình tạm hiểu cái nghĩa, nó là Nam Mô nó có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã và quy mạng. Còn A Di Đà Phật mà Đức Phật Thích Ca ngài nói đó là cái bậc thích ca mà ngài nói là diễn tả không hết 4 chữ A Di Đà Phật, quý vị. Cho nên Đức Phật ngài Thích Ca ngài nói là dùng 4 cái chữ là năng tư năng nghĩ, tức là khó nghĩ khó bàn, có nghĩa là không diễn tả hết cái hồng danh này. Cho nên Đức Phật ngài tóm lại cái hai nghĩa chính, một là vô lượng thọ, hai là vô lượng quang. Vô lượng thọ là gì? Vô lượng thọ tức là tuổi thọ Đức Phật A Di Đà là không cùng, sống mãi mãi. Và những người được giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì tuổi thọ chúng ta cũng bằng Đức Phật vậy. Còn vô lượng quang tức là hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu suốt khắp cả mười phương không đâu chứng ngại, và những người được giảng sanh về đó thì cái hào quang chúng ta cũng đồng Đức Phật vậy. Cho nên Đức Phật ngài tóm lược hai nghĩa chính, một là vô lượng thọ, hai là vô lượng quang. Mà đặc biệt hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tán tụng Đức Phật A Di Đà là có 12 hiệu: vô lượng quang Như Lai, vô biên quang Như Lai, vô ngại quang Như Lai, vô đối quang Như Lai, diệm vương quang Như Lai, thanh tịnh quang Như Lai, quang hỷ quang Như Lai, trí huệ quang Như Lai, năng tư quang Như Lai, bất đoạn quang Như Lai và siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Thì trong 12 hiệu này là Đức Phật Thích Ca ngày tán tụng và ca ngợi. Như vậy thì hôm nay thì chúng tôi chỉ là đại khương một phần nào qua cái lời Đức Thầy đã chỉ dạy là cứ như tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Cứu cánh là hai chữ cánh tức là rốt ráo. An dưỡng là gì? An dưỡng tức là về đó là học đạo cho hoàn toàn trở lại với sanh. Mà điều cánh thứ 8 Đức Thầy dạy là điều thứ 8 tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai với đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giấc chúng sanh. Đó, được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc rồi. Thoát mê đồ tức là không còn ở trong cái cõi khổ đau này nữa, nghĩa là ra khỏi đường sinh tử. Khi mà về đó rồi sẽ chứng vào A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển. Cái hạ phẩm hạ sanh tuy rằng là hoa sen nở lâu thiệt, mà về đó chúng ta không còn khổ đau nữa, sẽ chứng vào A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển, không còn luân hồi nữa. Cho nên Đức Thầy nói là tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, về đó thì ai cũng như nấy mà thôi.
làm là thượng thiện với các vị Bồ Tát không? Thì ở đây không có thì giờ, đúng như chúng tôi là dẫn ra là trong 8 điều khổ mà Đức Thầy đã dẫn 8 điều vui với cực lạc. Tức là khi mà về đó mình nó chuyển 8 điều khổ thành 8 điều vui. Tôi về sẵn đây đọc luôn đi ha. Thì một là vui thai sen, hai là vui bất lão, ba vui vô bệnh, bốn vui đồng thọ, năm vui như ý, sáu vui hải hội, bảy vui hòa thượng, tám vui thanh nhã. Cho nên Đức Thầy than cái câu mà Đức Thầy đã giảng luận xong về 8 điều khổ rồi, Đức Thầy mới than một đoạn như thế này: ôi cả sáng hèn chẳng ai thông thà, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Vậy thì vui thứ nhất là vui thai sen, Thầy dạy thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nổi khổ sanh. À, nói chuyện bây giờ nó đuối rồi, đọc nó không có nổi. Thì thôi, thì trong cái buổi chiều hôm nay gặp gỡ cùng toàn thể anh ba cũng như là toàn thể quý em cháu, thì chúng tôi cũng mạo muội trao đổi sự biết mình. Đúng ra là phải còn dẫn về 20 điều lợi ích trong sấm thi Đức Thầy, trong kinh thì dạy là được 10 lợi ích nữa. Thì cái đó để chúng ta trao đổi cái phần tiếp sau đi. Ở đây mình tạm nói về cái ý chính là qua câu hỏi của hiện đệ là môn tịnh độ là phương hướng cánh giải thuyết đoạn trong cái sấm thi Đức Thầy trong viện phiến thiện mà thôi. Để dịp khác thì chúng ta còn trao đổi thêm. Phải không quý vị? Dạ. Dạ. Trước khi dứt lời cũng không gì hơn kính chúc quý vị được an khang và trường thọ, và cũng cầu ơn trên Đức Phật Tổ, Phật Thầy, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi đồng gia hộ toàn thể liệu quý vị Bồ Đề tâm vững chắc tinh tấn tu hành đến ngày giải thoát viên mãn. Đến đây tạm dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều